Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là chuyện là tại sao Việt Kiều lại về Việt Nam lấy vợ thay vì lấy vợ tại Mỹ. Đây có lẽ là vấn đề mọi người rất quan tâm, và đặc biệt là các anh chị em ở Việt Nam luôn ôm mộng lấy chồng Việt Kiều là sẽ được đổi đời. Nếu chia sẻ này có chút động chạm tới nhiều quý anh cũng như mong được bỏ qua, bởi tôi chỉ muốn nói rõ, nói thẳng, nói thật cho các anh chị em trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Lý do tại sao Việt Kiều mình về nhà lấy vợ, đầu tiên đã về Việt Nam lấy vợ, đa phần là do bên này khó kiếm, mà nôm na là anh em mình vẫn nói với nhau là ế vợ. Bởi lẽ khi về Việt Nam lấy vợ, đâu có còn thời gian mà yêu đương, chủ yếu là nhờ mai mối, không ế thì đâu có cần mai mối. Do vậy, chị em cần hiểu là đàn ông Việt Nam lấy vợ thường thì là người như thế nào. Các quý anh bên này, tôi mạn phép xin được chia thành hai nhóm: những người qua Mỹ từ nhỏ và những người tới độ tuổi lao động mới qua. Đầu tiên là những quý anh được qua Mỹ từ nhỏ là khoảng từ 3 đến 15 tuổi thì rất là may mắn, vì họ được học hành giáo dục theo kiểu Mỹ từ nhỏ. Họ được thừa hưởng lối sống của Mỹ nên cơ hội rộng mở hơn rất nhiều. Được cái là người Việt mình lại học hỏi rất giỏi, nên đa phần những cô bé du học hay là cậu bé du học sẽ không chỉ Việt Nam mà còn nước khác sẽ luôn tự săn đón những anh chàng cô nàng này. Có chồng tài giỏi lại có thêm chiếc vé ở lại Mỹ, dại gì bỏ qua. Thậm chí là mấy anh nào kén quá, học xong ra trường thì vẫn chưa có tìm được vợ, thì các gia đình Việt Nam gọi nôm na là môn đăng hộ đối, cũng sẽ ngắm nghía gia đình anh này từ trước. Cha mẹ ở đây thường là có tư duy thích con dâu Việt, bởi vì cùng chung tiếng nói, cùng chung văn hóa, không có bị chênh lệch quá nhiều về cách sống cũng như là lối suy nghĩ. Còn lại là các quý anh qua Mỹ ở độ tuổi lửng lơ là từ 22 đến 25 trở lên, qua đây phải bươn chải cuộc sống để kiếm tiền nuôi bản thân, còn hơi đâu mà đi học. Tôi cũng mạn phép nói thật, những người đi học được chỉ đếm trên đầu ngón tay và phải là người cực kỳ có ý chí. Do vậy, đa phần là lao động chân tay, thu nhập hàng tháng gần như là chỉ đủ chi phí sinh hoạt, hoặc là có dư thì cũng chỉ vài trăm. Nói thì nhiều quý anh sẽ cảm thấy tự ái, nhưng mà sự thật là thân mình còn chưa có lo đủ, phụ nữ bên đây có thèm để ý tới mình không? Họ đâu có sai, vì họ phải lo cho tương lai của họ sau này. Họ đâu có thể gửi gắm tấm bản thân cho một người như vậy, có thể sẽ động chạm, nhưng mà nói thẳng là mình không có cửa. Vậy thì làm cách nào để có thể lấy vợ trẻ đẹp? Đó là về Việt Nam. Bên đây mình có thể lao động chân tay, thậm chí là homeless, nhưng mà mát Việt Kiều thì vẫn ngon. Chưa kể là nếu có về Việt Nam ăn mặc sang trọng một chút, chi tiêu hào phóng mạnh tay một chút, rồi lại còn tỏ ra lịch thiệp, ga lăng, thi thoảng thì đá chút tiếng Mỹ, thì các em vẫn đổ là chuyện quá bình thường. Các em gái, đặc biệt là những em gái sinh sống ở miền quê, sẽ nghĩ rằng qua đó mình được đổi đời, cuộc sống trong đất nước văn minh, chồng mình sẽ không có bạo lực đánh đập gia trưởng hay là rượu chè tụ tập như mấy anh ở đây. Chưa kể là người ta muốn đi Mỹ là phải tốn vài chục ngàn, mình có vé miễn phí thì tội gì mà không đi. Do đó, mát Việt Kiều thì vẫn có giá rất cao. Nhưng sự thật, các anh lấy vợ là bởi lý do gì? Nói điều này hơi động chạm, chứ thanh niên độc thân như anh em mình qua bên này thì làm hãng khó mà có thể khá được, nên mới phải sớm lấy vợ. Lấy vợ rồi vừa có động lực thoát nghèo, vừa có người phụ mình làm, vừa được giảm thuế, vừa có người cùng mình nỗ lực cố gắng và san sẻ bớt các gánh nặng chi phí. Các chị khi biết được chuyện này đâm ra vỡ mộng, chán nản vì cuộc sống không có như mơ. Các cô vợ bị chồng mình lừa dối như vậy khi qua đây rất nhanh chán, do đó đã có rất nhiều vụ ly hôn, thậm chí là có người còn nói các anh đang mang hộ vợ người ta qua đây. Cũng dễ hiểu thôi. Mình không có lo được cho người ta nên người ta phải tự tìm một người có thể che chở cho tương lai sau này của họ thôi. Lỗi là tại mình, ngay từ đầu không có dám nói thẳng, nói thật, để cho người ta hy vọng nhiều quá rồi thành hụt hẫng. Do vậy, tôi có mạn phép khuyên mọi người như này. Thứ nhất là các chị em phụ nữ là hãy tìm hiểu thật kỹ, chứ đừng nghĩ là ai cũng được may mắn, ai cũng được đổi đời. Chuyện được sung túc, được hạnh phúc, đó là chuyện có thật. Nhưng tin tôi đi, chỉ là một số trường hợp rất hiếm hoi mà thôi. Điều thứ hai đó là cũng mong là quý anh đừng giận khi tôi nói ra điều này. Mình có sao thì nói vậy,
đừng có gian dối người ta mà tội nghiệp người ta. Hãy cứ nói thẳng, nói thật rằng là tôi bên Mỹ phải cực như thế này, có thương tôi thì qua giúp đỡ tôi, rồi hai vợ chồng cùng mà cố gắng. Mình làm vậy là tạo tâm lý cho người ta, giúp cho người ta đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi lẽ qua bên này, nếu cả hai cùng cố, chuyện thoát khổ là hoàn toàn dễ dàng, thậm chí là hai vợ chồng có thể khấm khá hơn, dư tiền mua nhà, mua xe, rồi lo cho con cái sau này. Đó là chia sẻ hoàn toàn thật lòng của bản thân tôi. Dù có thể động chạm nhưng vẫn mong mọi người hãy cân nhắc thật kỹ về vấn đề này. Thực ra có một điểm tích cực cho những chị em phụ nữ ở miền quê Việt Nam, nếu như là có một người bạn trai là Việt Kiều về hỏi cưới thì đó là điều vui mừng. Bởi lẽ nếu như hai người thương nhau thật và biết chấp nhận cuộc sống sau này để mà cùng cố gắng thì cơ hội ở nước Mỹ này quả là rất là tốt cho tương lai của hai người cũng như là tương lai của con cái. Sống trên đất Mỹ này, tất cả những người biết cố gắng và luôn nỗ lực vươn lên thì thành quả đều được nhận một cách xứng đáng. Chi phí sinh hoạt là một câu hỏi mà dường như rất nhiều người quan tâm khi có sự chuẩn bị qua Hoa Kỳ định cư. Quan điểm cá nhân khi còn ở Việt Nam chuẩn bị sang Mỹ định cư cũng 5 lần 7 lượt dò hỏi bạn bè, người thân để tìm hiểu xem là chi phí cho một người trên một tháng khi qua bên này là khoảng bao nhiêu. Tuy nhiên ít ai dám chia sẻ thật lòng về chuyện này, bởi lẽ vấn đề chi tiêu, thu nhập đó là điều tế nhị. Không phải ai cũng muốn nói cho người khác biết. Khác với mọi người, cá nhân tôi là một người khá là thẳng thắn và cho rằng chi phí chi tiêu, thu nhập không phải là điều gì đó quá bí mật đến mức là không thể nói ra. Nhân dịp này tôi cũng xin chia sẻ một chút về kinh nghiệm bản thân trong vấn đề chi tiêu tại Hoa Kỳ. Thực ra đây cũng là điều khó mà bao quát được, bởi vì còn tùy vào từng trường hợp của mỗi người và cũng tùy vào tiểu bang mà các bạn chọn để mà sinh sống. Mỗi nơi sẽ có một mức giá khác nhau. Điều quan trọng là hoàn cảnh của mỗi người, có người qua bên này đã có sẵn gia đình, có người thì lại phải hoàn toàn tự lập, bươn chải một mình. Riêng trường hợp của tôi là người đã đi nhiều, sống ở nhiều nơi, nên nay tôi xin mạn phép được chia sẻ tính toán của bản thân về chi phí sinh hoạt cho một người một tháng khi sống ở tại đất Mỹ này. Tôi sẽ lấy trường hợp ví dụ là một người mới qua không có người thân trong gia đình và hoàn toàn phải tự bươn chải từ A đến Z. Ở Mỹ, chi phí cơ bản chúng ta phải trả đó bao gồm tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe đi lại, tiền internet, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, vân vân. Đó là chưa kể tới tiền chi tiêu khác như là đi ăn cơm tiệm, mua sắm hay là giải trí. Cụ thể về tiền thuê nhà, mỗi tiểu bang sẽ có mức giá khác nhau. Nên tôi sẽ lấy mức giá trung bình khi thuê một căn phòng là khoảng 400 đến 600 đồng. Tiếp đó là tiền ăn nếu bạn tự đi chợ, tự nấu nướng, không đi ăn tiệm, chi phí sẽ rơi vào khoảng 200 đồng. Còn về tiền xăng xe với mức giá có thể thay đổi tùy theo từng tiểu bang, từng mùa. Tôi cứ áng chừng khoảng là 200 đồng một tháng nếu bạn di chuyển cũng tương đối, không phải là nhiều. Về bảo hiểm xe, như tôi đi chiếc xe cùi bắp đời 2003, chi phí bảo hiểm rơi vào khoảng là 160 đồng, tính ra đã là 960 đồng. Thêm vào đó, chi phí lặt vặt khác là hơn 1.000 đồng rồi, chưa kể là còn bảo hiểm y tế, nếu mua được Obamacare thì còn dễ thở, chứ không thì cũng mệt lắm. Như vậy là sơ sơ tính ra chi phí thì đã rơi vào khoảng là 1.200 đồng. Đó là trường hợp mình không có mua sắm, không có ăn tiệm hay là tụ tập đua đòi gì hết. Chi phí chi tiêu thì vậy, còn thu nhập một người một tháng thì cỡ khoảng bao nhiêu? Trung bình một người mới qua nếu đi làm hãng sẽ được trả từ 8 đến 9 đồng hoặc là 10 đồng một giờ. Người làm lâu có khoảng là 11 đến 13 đồng một giờ, nên tôi sẽ lấy con số trung bình đó là 10 đồng một giờ. Một người sẽ được làm khoảng 40 giờ một tuần, vậy là tổng là một tháng được khoảng là 1.600 đồng. Tuy nhiên, đó không phải là số tiền mà mình được nhận hết, còn phải trừ thuế, cỡ là 100 đồng nữa. Vậy là tính ra thu nhập chỉ đủ tiền chi tiêu hàng tháng mà thôi. Có người sẽ chọn giải pháp làm hai hãng, điều này cũng tốt thôi.
lao động chân chính chẳng có gì là xấu cả. Nhưng thật lòng là tôi nói với kinh nghiệm bản thân là không nên cố quá khi là một ngày phải lao động tới 16 giờ đồng hồ, khi mà còn chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Có lúc thiếu ngủ thì còn ngủ gục. Vậy thì sức khỏe thế nào mà chúng ta dám đảm bảo chúng ta có thể là duy trì được hai job? Tiền ít tiền nhiều để làm gì khi mà sức khỏe chúng ta không có? Chưa kể đến là có người đi làm nhiều quá, gia đình còn không có thời gian để quan tâm, rồi hạnh phúc tan vỡ, thì kiếm tiền nhiều đâu thì còn có nghĩa gì? Riêng bản thân tôi khi mới qua, vì ham kiếm tiền quá cũng cày tới từ 2 đến 3 giờ sáng mới về. Rồi từ 5 đến 6 giờ lại đi mò dậy đi làm tiếp, cả tuần có khi chẳng gặp được vợ con lúc nào. Như vậy hạnh phúc gia đình mình đâu có trọn vẹn. Đầu tiên, nếu bạn ở với gia đình thì cả hai vợ chồng cùng phải lao động, người này lo chi phí này, người kia lo chi phí khác, như vậy thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Muốn thoát khổ thì cả hai vợ chồng cùng chia ngọt sẻ bùi. Cách thứ hai đó là cách tôi muốn khuyên các bạn nhất là hãy đầu tư đi học. Có trình độ rồi cuộc sống lúc nào cũng dễ thở hơn. Bạn có thể được trả tới 20 đồng thậm chí là 50 đồng một giờ. Học hành sẽ vất vả nhất trong 3 đến 5 năm đầu, nhưng rồi sau đó bạn sẽ thấy những gì mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tóm gọn lại, tôi cũng chỉ muốn nói như thế này. Một khi đã qua đây định cư thì hãy chấp nhận cố gắng hết mình vì cuộc sống bên này nó là như vậy. Thời gian ban đầu bao giờ cũng là khó khăn nhất, mà theo tôi nghĩ thì ở đâu cũng vậy. Tôi ví dụ như nếu các bạn ở Việt Nam, nếu các bạn sống ở một tỉnh miền quê mà các bạn lên một thành phố lớn như thành phố Sài Gòn để các bạn khởi nghiệp với hai bàn tay trắng mọi thứ xa lạ, thì tất cả các bạn phải nỗ lực hết mình 100% cho đến khi 150% cũng không chừng. Và lại ở nước nhà thì các bạn không bị cái cảnh bất đồng ngôn ngữ về văn hóa, cái cách xử, ứng xử, cách sống, cái nếp sống nó không bị thay đổi xáo trộn quá nhiều. Trong khi đó khi các bạn đến Mỹ thì mọi sự đều mới mẻ đối với các bạn, mà cái trở ngại lớn nhất đó là vấn đề ngôn ngữ thưa các bạn. Sống ở Mỹ này, tất cả những nỗ lực cố gắng của mình đều có sự thành quả thích đáng thưa các bạn. Thời gian ban đầu bao giờ cũng là khó khăn nhất. Ai nhanh thì chỉ cần 6 tháng là vượt qua, chậm hơn nữa thì chỉ mất đến 1 đến 2 năm là thích nghi với cuộc sống rồi. Tôi nói ra điều này bởi bản thân tôi khi qua đây đã được các cô chú, anh chị em giúp đỡ rất tận tình, nên tôi muốn chia sẻ mở lòng với những người đi sau bằng kiến thức thật của bản thân tôi, coi như là một hành động tri ân với những người đã giúp mình. Tôi cũng mong muốn mọi người đã sống lâu tại Mỹ, ai có bí quyết gì để giảm bớt gánh nặng chi tiêu hay là tăng thu nhập, hãy chia sẻ để chúng ta cùng giúp đỡ cho nhau. Cho đến nay, phí tổn thuê nhà đã tăng gấp đôi nhịp độ lạm phát tổng quát trong thế kỷ này. Người thuê nhà tại các quận Los Angeles và Orange đã phải trả tiền thuê nhiều hơn so với bất cứ vùng đô thị nào khác trong nước. Và có thể 3/4 những người thuê nhà tại Nam Cali nói rằng họ sẵn sàng chạy trốn đi nơi khác. Tiền thuê nhà Nam California tăng quá đáng thường bị đổ lỗi cho sự kết hợp kinh tế không đúng. Sự phát triển việc làm vững chắc vượt quá khả năng của nhà phát triển để xây dựng đủ nhà nhằm đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là dành cho những người không tìm kiếm những chỗ ở xa hoa. Giá nhà tăng cũng làm nhiều người không thể sở hữu nhà. Do đó, một nhóm những người thuê ngày càng đông đảo đang săn lùng những căn nhà trống ít ỏi, và số cung thiếu hụt đó đẩy đến tiền thuê đã tăng lên đáng kể. Tiền thuê nhà cao có thể ảnh hưởng tới ngân sách gia đình tại Nam California. Chính yếu, tiền thuê nhà tại địa phương đang ở mức cao kỷ lục, trong khi tỷ lệ nhà trống ở mức thì chưa từng thấy. Các con số trong 8 cá nguyệt thứ nhì của NAI Capital, một công ty cung cấp dịch vụ cho các bất động sản thương mại. Tại Orange County, tiền thuê trung bình đã lên tới mức kỷ lục, đó là $1,832 một tháng, tăng 1,4% trong một năm. Chỉ có 4,1% đơn vị gia cư còn trống, một mức thấp kỷ lục tại các chung cư lớn.
Còn tại Los Angeles County, các chủ nhà cho thuê đang đòi một mức giá kỷ lục là 1.678 USD một tháng, tăng 5,1% một năm. Chỉ có 3,9% chung cư tại Los Angeles còn trống mà thôi. Ở vùng nội địa, Inland Empire gồm một phần của các quận Riverside và San Bernardino, tiền thuê trung bình tương đối hạ hơn là 1.226 đô la một tháng, tăng 5,3%. Giữa lúc chỉ có 4% đơn vị gia cư được cung cấp cho người thuê. Từ lâu tiền thuê nhà tại địa phương đã gia tăng nhanh chóng. Từ năm 2000 cho tới tháng 7 vừa qua, chỉ số giá tiêu thụ cho thấy là phí tổn thuê nhà tại địa phương đã tăng lên 102%. Như vậy là tăng hơn gấp đôi, nên ghi nhận rằng là phí tổn thuê nhà trên toàn quốc chỉ có tăng 72% trong cùng thời kỳ đó. Tiền thuê thì tăng 102% trong kỳ từ 2000 cho đến năm 2017, trong khi chỉ số giá tiêu thụ chỉ có tăng 53% tại các quận ở Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino và Ventura. Hố cách biệt lạm phát giữa phí tổn thuê nhà và phí tổn nói chung về sản phẩm và dịch vụ đang gia tăng. Thật là đáng buồn. Tiền lương nhân viên tại địa phương không bắt kịp với đà gia tăng tiền thuê. Kể từ năm 2000, tiền thuê tại địa phương tăng với nhịp độ hàng năm đó là 4,2%, trong khi lợi tức tính theo đầu người trong thời gian đó chỉ có tăng với nhịp độ là 3,5% tại các quận ở Los Angeles và Orange, và tăng 2,8% trong vùng Inland Empire. Phí tổn thuê nhà tiêu biểu tại các quận LA và Orange ngốn mất là 48,7% ngân sách gia đình vào đầu năm 2017. Theo công ty theo dõi bất động sản Zillow, tại các quận Riverside và San Bernardino, 36,1% lợi tức được dành cho tiền thuê. Trên toàn quốc, tiền thuê tương đương với 29,1% lợi tức gia đình vào đầu năm 2017. Chính vì thế, cái việc nóng lòng dọn đi nơi khác đó là không tránh khỏi. Sự đau đớn gây ra cho túi tiền thường khiến cho cư dân địa phương nghĩ tới việc dọn đi. Một báo cáo của Apartment List cho thấy là 78% người thuê tại Inland Empire có kế hoạch là dọn tới một thành phố khác, trong khi 77% người thuê tại LA và Orange cũng có những ý nghĩ như vậy. Khi những người thuê tại LA và Orange dự tính thay đổi chỗ ở, Phoenix là nơi đến thông thường nhất ở ngoài tiểu bang trên toàn quốc. Năm nơi đến thông thường nhất đó là San Antonio, Houston, Raleigh và Charlotte. Một điểm đáng lưu ý đó là mặc dù phí tổn cao, các vùng LA, Orange và Washington DC vẫn là những nơi đến phổ thông nhất cho những người thuê từ những nơi khác. Người thuê biết rằng tiền thuê tại các nơi khác thì rẻ hơn. Giá thuê hợp với túi tiền là động cơ lớn nhất để người thuê tại LA và Orange rời đi nơi khác. Theo 49% những người thuê đang nghĩ tới việc di chuyển, trong số những người thuê tại LA và Orange thì 18% nói là công việc làm là lý do hàng đầu để họ dọn đi. Thực vậy, cơ hội việc làm là sự giải thích hàng đầu trên toàn quốc để cho mọi người muốn dọn đi, đó là 34%. Tiếp theo là giá thuê hợp với túi tiền, đó là 30%. Tiền bạc là lý do quan trọng để những người thuê nhà quyết định đi hay là ở. Nhìn vào thực trạng của những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Nam California là một nơi không thích hợp cho người nghèo. Vùng này có 782.000 người thuê nghèo nhất đang sống trong những hoàn cảnh tệ hại nhất. Chi tiêu cho tiền thuê nhà quá nửa lợi tức mà chính phủ liên bang coi như là một thuộc loại rất thấp. Trên toàn quốc là 8,3 triệu gia đình nghèo đang ở trong hoàn cảnh mà Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị HUD định nghĩa như là tệ hại nhất trong năm 2015. Đó là những người thuê nghèo với lợi tức chưa bằng một nửa lợi tức ở giữa trong vùng. Họ không được sự trợ giúp nhà của liên bang và phải trả một nửa lợi tức họ cho chi phí tổn cho việc thuê nhà. Kính thưa quý vị, hôm nay kênh xin gửi đến quý vị những thông tin về thủ tục cần thiết
để bảo lãnh anh chị em định cư Hoa Kỳ. Theo Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS, một công dân Mỹ có thể bảo lãnh anh chị em nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau đây. Là công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên, thường trú nhân thẻ xanh không thể bảo lãnh anh chị em. Và phải chứng minh được mối quan hệ với người được bảo lãnh là anh chị em với nhau, nghĩa là có cùng cha cùng mẹ hoặc là cùng cha hoặc là cùng một mẹ. Nếu bảo lãnh cùng mẹ thì không có bất cứ đòi hỏi gì khác, còn nếu bảo lãnh cùng cha thì người cha đó phải chứng minh đã làm hôn thú với người mẹ trước khi người con 18 tuổi, và người cha đó cũng phải chứng minh thêm là đã làm thủ tục nhìn nhận con và có những hành động cha con cụ thể như là nuôi nấng, ăn ở, liên lạc với nhau. Xin lưu ý là khai sinh là bằng chứng để chứng minh mối quan hệ anh chị em. Tuy nhiên, nếu khai sinh của một trong hai người đăng ký trễ thì những thông tin trên khai sinh sẽ không còn đáng tin cậy. Lúc đó, Sở Di trú sẽ yêu cầu bổ túc thêm những bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ. Cuối cùng sẽ là thử ADN. Lệ phí nếu nộp hồ sơ trước ngày 23 tháng 11 năm 2010 đó là 355 USD. Và nếu sau ngày này thì lệ phí mới đó là 420 USD. Những giấy tờ cần thiết khi cần phải làm hồ sơ đó là những giấy tờ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, là thư mời phỏng vấn, gồm có hộ chiếu, một bản chính, một bản photo, hộ khẩu, một bản chính và một bản photo, chứng minh nhân dân, một bản chính, một bản photo và 4 tấm hình thẻ 5 năm hình màu nền trắng, và điền theo mẫu đơn DS-260, bao gồm khai sinh, bản chính photo, giấy chứng nhận kết hôn, bản chính photo và giấy ly hôn nếu có. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gồm có bản chính và bản photo. Bản khai sinh của người bảo lãnh cũng gồm có bản chính và bản photo. Bằng chứng chứng minh mối quan hệ anh chị em ruột bao gồm hình ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn, học bạ của anh chị em nếu có, và hộ khẩu cũ có tên của cả cha, mẹ và anh chị em, sổ gia đình công giáo nếu có, bằng chứng liên lạc, thư từ, email, v.v., giấy tờ tiền nếu có. Nếu người bảo lãnh và anh chị em có mối quan hệ hình thức như là con nuôi thì nộp một bản sao của nghị định nhận con nuôi đã diễn ra trước khi người bảo lãnh hoặc anh chị em người con nuôi được 16 tuổi. Nếu người bảo lãnh và anh chị em có quan hệ hình thức là cha mẹ kế thì chúng ta nộp bản sao ly hôn của cha mẹ đẻ hoặc là cha mẹ kế với cuộc hôn nhân trước, bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ kế với cha mẹ ruột. Nếu người bảo lãnh và anh chị em cùng cha khác mẹ thì chúng ta nộp bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha với mỗi người mẹ và bản sao ly hôn của cha với người vợ trước. Về thông tin với những người được đi theo, khi bảo lãnh cho anh chị em ruột thì vợ, chồng và con của người anh chị em đó cũng sẽ được đi theo với điều kiện: vợ hoặc chồng phải có giấy hôn thú hợp pháp, thứ hai là con phải không có gia đình và dưới 21 tuổi. Con số 21 tuổi được tính bằng cách lấy tuổi của những người con này vào ngày visa đáo hạn, trừ đi thời gian được cứu xét ở Sở Di trú, được tính từ ngày nộp đơn cho đến ngày được chấp thuận. Trường hợp con dưới 21 tuổi mà là con nuôi thì vẫn được đi theo với điều kiện phải có giấy của chính quyền công nhận việc nhận con nuôi. Thứ hai là sau khi nhận con nuôi phải có bằng chứng chứng minh là việc chung sống, nuôi nấng ít nhất là 2 năm kể từ ngày được công nhận chính thức là con nuôi. Và quan hệ của những người con nuôi này với cha mẹ ruột phải có sự chấm dứt, nghĩa là không có bất cứ sự liên lạc nào với cha mẹ ruột. Vì sao hồ sơ bảo lãnh anh chị em phải chờ đợi quá lâu? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ US State Department vừa giải trình thắc mắc thời gian chờ đợi quá lâu trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Việt Nam trên 10 năm. Bộ Ngoại giao cho hay hiện tại hồ sơ tồn đọng đã lên đến một con số kinh khủng là hơn 96 triệu hồ sơ. Trong khi đó, ở đầu ra, Quốc hội Hoa Kỳ chỉ cho phép là 226.000 người được nhập cư mỗi năm. Chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ, hồ sơ đầu vào thì ảo ạt, trong khi đầu ra thì nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay. Tính cho đến tháng 1 năm 2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị Sở Di trú Hoa Kỳ kéo dài ra và được xác định như sau. Con độc thân của công dân Hoa Kỳ diện ưu tiên 1, từ 4 năm rưỡi đến 5 năm.
vợ hoặc chồng, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên 2A là 3 năm. Vợ, chồng phối ngẫu của người cùng, của người đang có thẻ xanh từ 3 năm thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ. Con độc thân của người đang có thẻ xanh, diện ưu tiên 2B là 8 đến 9 năm. Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên là từ 7 đến 8 năm. Và anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên 4 là 10 năm. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.